Mới đây thì tại miền Tây, một nhà vườn đã trồng loại mít siêu lạ ruột đỏ au bán với giá cao ngất ngưởng, song vẫn cháy hàng. Theo một chủ vườn thì anh đang bán sỉ mít này với giá là 90.000 đồng một kg, trong khi mít Thái được các nhà vườn bán với giá từ 9 đến 18.000 đồng một kg tùy loại. Mít quê ngoài chợ thì được bán với giá 25 đến 30.000 đồng một kg. Còn tại thị trường Hà Nội thì mít ruột đỏ nguyên múi được bán với giá lên tới 250.000 đồng một kg. Dù giá cao vậy, song vẫn không đủ hàng cung cấp cho các đầu mối. Mít lúc nào cũng trong tình trạng cháy hàng. Loại mít này được một nông dân tình cờ phát hiện ra trong một lần đi hội chợ tại Cần Thơ năm 2003. Lúc đó, anh được người bán giới thiệu đây là giống mít siêu sớm, cây nhanh cho quả. Đặc biệt, mít chín ruột có màu đỏ như màu gạch nung, cơm dày, mùi vị ngọt giòn, thơm dịu. Vì vậy, đã mua về trồng. Mít ruột đỏ quả khá to, trọng lượng trung bình đạt trên 10kg một quả. Mít thường được các nhà vườn hái khi đã ra quả, do đó sau khi hái 3 đến 4 ngày, mít sẽ chín thơm và đợi thêm 2 ngày nữa mới nên bổ mít. Bởi khi đó là thời điểm mít thơm ngon nhất, ăn ngọt, ruột đỏ đúng chuẩn. Cũng theo chủ vườn thì mít này không có nhiều, đặc biệt thì lượng mít thu được mỗi tuần còn phụ thuộc vào nhà vườn. Có tuần thu được hàng tấn, song có tuần cũng chỉ thu được khoảng 300kg. Thế nên mít luôn trong tình trạng cháy hàng.